Đã 30 phút kể từ thời điểm trận đấu kết thúc, các cổ động viên vẫn nán lại, trong khi các cầu thủ của Chonburi vẫn tiếp tục đến từng khu vực khán đài để chụp hình ký tặng cho người hâm mộ. Trận đấu đã khép lại cách đây 30 phút rồi đó cả nhà, và chúng ta vẫn thấy được sự kiên nhẫn của người hâm mộ cũng như là tình cảm đáp lại của các cầu thủ Chonburi. Nhà có thể thấy không? Một sự gắn kết rất là lớn. Không từ chối chụp hình. Ngày hôm nay là một trận hòa rất đáng tiếc của Chonburi trong ngày mà thủ môn của Khai Kone đã bắt quá hay.
Các cổ động viên bây giờ họ vẫn ở lại chờ đến khi các cầu thủ rời khỏi khu vực này thì mới ra về. Tất nhiên là mình thì về thôi. Trống chiêng đã được mang đi cất. Vâng, và chúng ta cũng có thể thấy con đường đi về đã vắng bóng khán giả rồi.